Chào các em. Trong video clip này, thầy và Toriha.vn lại tiếp tục đồng hành với các em trong chuyên đề nhận biết vô cơ. Và mời các em lấy giấy bút, tập trung lên trên này. Cùng thầy nghiên cứu một số tính chất học đặc trưng cũng như để định hướng cách làm nhận biết về khí clo, một trong những halogen mà các em gặp nhiều nhất trong chương trình hóa học phổ thông. Các em tập trung lên trên này. Ở điều kiện thường, clo là một chất khí có màu vàng lục. Và khi ngửi vào là sẽ bị sốc. Lưu ý, nặng hơn không khí. Clo hóa lỏng ở âm 33,6 độ C và hóa rắn ở âm 101 độ C. Rất lưu ý cho thầy điểm này. Khí clo tan vừa phải trong nước. Dung dịch clo trong nước được gọi là nước clo có màu vàng nhạt. Nhưng hãy lưu ý một điểm, đó là khi chúng ta hòa tan clo vào trong nước, màu vàng nhạt của dung dịch clo chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn vì clo có tính oxy hóa rất mạnh. Nó có khả năng tác dụng ngay với nước để tạo dung dịch nước clo bằng phương trình sau đây. Đó là clo cộng nước để ra HClO và HCl. Chú ý cho thầy một điểm tiếp theo, đó là khí clo rất độc. Nó có thể phá hủy niêm mạc đường hô hấp khi chúng ta hít phải nó. Cho nên, trong khi chúng ta làm thí nghiệm trong các phòng thí nghiệm, hoặc chúng ta cần phải đeo khẩu trang, hoặc chúng ta cần phải rất nghiêm ngặt và nghiêm túc trong vấn đề bảo quản khí clo. Không được để khí clo thoát ra ngoài môi trường. Rất lưu ý điểm này. Và chúng ta cần nắm bắt một số ứng dụng của khí clo. Tại sao thầy lại nói cần nắm bắt một số ứng dụng của khí clo? Vì clo rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người cũng như trong công nghiệp. Thứ nhất, clo dùng để sát trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch. Đây, rất quan trọng. Tại sao lại như vậy? Vì khi người ta hòa tan clo vào trong nước thì sinh ra được HClO và HCl. Thì cái HClO này có tính oxy hóa mạnh. Cho nên nó có thể oxy hóa các chất hữu cơ đang tồn tại trong nước. Đây là một trong những yếu tố để khẳng định rằng clo có tầm quan trọng trong đời sống hàng ngày vì đã khử khuẩn toàn bộ nước sinh hoạt cho chúng ta. Điểm này chúng ta phải ghi nhận rằng clo vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn để xử lý nước thải, đương nhiên rồi, khi chúng ta sinh hoạt cũng như trong công nghiệp, khi đổ ra ngoài môi trường một lượng nước thải vô cùng lớn, không còn một cách nào khác, đó là chỉ sử dụng clo. Vì clo có tính oxy hóa mạnh sẽ oxy hóa tất cả các chất hữu cơ đang tồn tại trong chất thải của con người, của động vật và của các nhà máy trong hệ thống phát triển nền công nghiệp của chúng ta. Đương nhiên 100% clo sẽ có tầm quan trọng rất lớn. Đấy, chúng ta học là để biết những điểm này và để nhớ những điểm này. Clo cũng được dùng để làm để tẩy trắng sợi vải trong sự phát triển của nền công nghiệp, nền may mặc. Cần phải làm sạch sợi vải. Và đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng nước Javel, một trong những nước tẩy rửa để tẩy quần áo,
cho nó trắng hoặc cho nó sạch. Vậy nước Javel là gì? Nước Javel đó chính là clo đã tác dụng với NaOH loãng và lạnh để ra NaCl và NaClO cộng nước. Đây chính là nước Javel của chúng ta. Nó nằm trong chất tẩy rửa đấy. Nó nằm trong các hợp chất và các dung dịch tẩy rửa hàng ngày của chúng ta. Rõ ràng, clo có một tầm quan trọng vô cùng lớn. Các em đã thấy rất rõ ràng như thế. Phần lớn clo làm nguyên liệu để điều chế HCl, một trong những axit vô cùng quan trọng trong công nghiệp. Ngoài ra còn để điều chế clorovôi, khử khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn trong những các đợt dịch như dịch sốt xuất huyết, như dịch tiêu chảy, hay còn có thể làm sạch nước trong những vùng bị bão lũ. Khi chưa có chloramin hay là clorovôi, người ta có thể sử dụng phương pháp dân gian bằng cách đó là đánh phèn chua là hợp chất của nhôm, hoặc có thể sử dụng vôi tôi để hòa tan vào trong nước của nước vùng lũ, lắng xuống phía dưới, ở phía trên được gọi là nước vôi trong, có thể dùng tạm thời nhưng không thể sạch được hoàn toàn về mặt vi sinh học. Chỉ có clorovôi hay là chloramin mới có khả năng làm được điều đó. Đó chính là canxi OCl2. Khi thằng này hòa tan vào trong nước sẽ thu được canxi OH 2 lần và HClO. Cái HClO này sẽ có tính oxy hóa rất mạnh để oxy hóa các chất hữu cơ, và vi khuẩn chính là các chất hữu cơ. Rất lưu ý cho thầy. Trong tự nhiên, clo tồn tại ở các dạng hợp chất, điển hình nhất đó là NaCl, muối ăn của chúng ta, tồn tại trong nước biển. Về tính chất hóa học của clo là một chất oxy hóa rất mạnh, nó chỉ kém duy nhất một nguyên tố, đó chính là phlo. Và bây giờ, thầy cùng các em có thể làm một số thí nghiệm để chúng ta có thể nhận biết khí clo như sau. Đây, trên bảng là một thí nghiệm mà clo là dung dịch màu vàng, dung dịch FeCl2 màu trắng xanh. Clo có tính oxy hóa rất mạnh, có thể oxy hóa dung dịch muối sắt 2 thành muối sắt 3 bởi phương trình đó là FeCl2 cộng clo để tạo thành FeCl3. Từ sắt 2 đã lên sắt 3, nó đã bị oxy hóa bởi clo. Đương nhiên, clo của chúng ta từ clo 0 đã xuống clo trừ 1. Khi chúng ta nhỏ từng giọt dung dịch clo vào dung dịch FeCl2 thì màu trắng xanh của dung dịch FeCl2 sẽ mất dần đi và tạo thành màu nâu đỏ của dung dịch FeCl3. Các em thấy thú vị chưa? Và chú ý cho thầy một điều. Không những clo có thể oxy hóa muối sắt 2 Cl2. Không những clo có thể oxy hóa muối FeCl2, clo còn có thể oxy hóa tất cả các muối sắt 2 khác. Chẳng hạn như Fe brom 2 cộng clo để thu được FeCl3 cộng Fe brom 3. Lưu ý cho thầy điểm này. Đấy là những gì mà chúng ta có thể nói về clo một cách ngắn gọn như vậy. Các em học sinh thân mến, trong chuyên đề nhận biết vô cơ,
chạy dọc suốt chương trình từ lớp 8 đến lớp 12 có rất nhiều clip và rất nhiều chất mà chúng ta cần phải nắm bắt, cần phải học và cần ôn tập thật tốt. Thầy hy vọng các em sẽ theo suốt toàn bộ chiều dọc của chương trình này để chúng ta có thể nắm bắt một cách cơ bản nhất về tính chất hóa học điển hình của các chất vô cơ. Từ đó chúng ta chủ động về ôn tập cũng như chủ động về học lý thuyết để phục vụ cho kỳ thi sắp tới. Thầy cùng toliha.vn chúc các em bình tĩnh, tự tin để có thể học tốt và làm bài thật tốt. Chào các em.